Chào anh ơi nhá. Trời. Giờ bạn nào nhìn thấy bài mọi người chấm bài nhé mọi người ơi. Sau đó khỏi bị ẩn nhá. Dạo này Facebook nó tương tác kém lắm. Cứ lâu lâu không like phát là lại không có người coi. Ủa, nó đã đổ quá này. Đây là mã phao dày nhá. Mã dày đấy chị ơi, mã dày đấy, mã mỏng tí em test lại cho. Đó, nhìn cái mặt kiện của nó nhìn thấy sướng rồi, sạch lắm. Đẹp chưa? Đẹp lay quá mà. Bà là xem được chấm bài đi mọi người ơi. Giá manh trong. Manh trong đấy chị ơi, vẫn manh đấy mà. Bà làm chả cắt manh này. Nhưng hàng nó sạch lắm. Đợi em một cái nhá, xong rồi em test cho các bạn xem. Bà là xem ở trên hội ấy, xem được chấm bài cho em đi mọi người ơi. Sao bao nhiêu người xem này mà chẳng ai chấm nổi một chấm thế này. Cái lẽ tớ xem bạn Hương Phạm, hình như Facebook của bạn mới lập phải không? Cái lẽ tớ vừa xem qua Facebook mới lập. Không thấy có thông tin luôn đấy. Đây là mã fix dày nhá. Mã này nó sẽ ra nhiều phao đấy mọi người nha. Cái này là Kuma thông. À, rất là đẹp luôn này mọi người, nhìn thấy không? Đấy, rất là đẹp luôn rồi. Xinh chưa? Rồi, bọn em phao béo dáng dài này. Em phao béo dáng dài nhá. Đấy, em để gần cho mọi người nhìn rõ đấy. Một em phông lông này. Của em có lông nha. Đấy, xinh chưa? Rất mới luôn này nha mọi người nha. Này, ôi dáng dài tiếp này. Dáng dài đầu có mũ lông nha. Ui, nó bị đổ xuống này. Ô, quần này đẹp dã man nha mọi người, nhìn này. Đấy, quần xinh chưa? Phao siêu nhẹ này. Con này phao siêu nhẹ nha mọi người nha. Này, đây là phao siêu nhẹ này, con này phao siêu nhẹ nha. Con này cũng phao siêu nhẹ này. Đây, con này cũng phao siêu nhẹ nha. Đấy. Quần bò này. Đấy. Quần gầm vi này, đây là gầm vi này. Đầm nhung này. À, đầm nhung nha. Phao này. Con này màu rêu nha mọi người nhá. Phao béo này. Có hai con màu rêu liền này. À, màu. Màu này nhạt. Màu này màu đồ đội. Con này Pakka này. Con này phao Pakka nha, có dây rút ở eo nha. Chị ơi, giá 38 kiện test này ra giá 37 nha. Hàng nó không có vẫy củ khóa, không có gì hết nhá mọi người nha. Này, xin chưa, con này dám Pakka thấp dây eo ở đây nha. Đấy, kiểu xinh luôn. Này, quần bò nó rất là đẹp luôn nha. Ôi, yêu chưa này. Quần nó không kịp để yêu thế này. Này, xinh lắm luôn nha. Kiện này giá 3,7 triệu, kiện test giá 3,7 triệu nha. Đấy. À, xong nha, con Vicky này. Đấy. Này, quần nó đẹp lắm luôn nha. Đấy, chị nhìn này. Quần đẹp không? Đẹp dã man luôn nha. Này, quần phao này. Con này nó lót lông cừu bên trong này. Lót lông cừu bên trong nha. Này, đầm này. Ôi, yêu chưa? Đấy, to
hôm nay đang nhìn được cái tối tối nhỉ? Mọi người ơi, nhìn có bị tối không? Mà em thấy cái tối tối ấy. Chị ở xinh nha. Con pha ấy nữa này. Pha kéo dài này. Còn bờ này. Còn pha ba là đẹp chưa này. Còn siêu phẩm này. Hàng hiệu luôn nha, con này hàng hiệu luôn nha mọi người nhá, đây này. Đấy, con này hàng hiệu luôn nha, xinh chưa? Trời ơi, đẹp quá, con này đẹp lắm ăn luôn. Mới cứng luôn này. Quần này. Ai mọi người nhìn không? Cái quần kiện này rất là đẹp luôn này. Này, phao tiết này. Phao chằn nỉ nhá mọi người nha. Phao siêu nhân này, như cái này có cái quần siêu nhân có lót đít đằng sau cũng có con siêu nhân hay sao? Cái quần bò này ghép bộ được đấy. Này, quần này là quần len ép nhá. Quần bò này. Ôi mắc đưa cái quần béo cái đấy. Đấy các bạn nhìn này, phao này. Đẹp tí xíu luôn này. Con này mặc được hai mặt nhá. Đây, mặt đỏ đây. Mặc được hai mặt nhá, mặt đỏ và mặt vàng nhá, mặc được hai mặt luôn. Gần rất là yêu luôn. Nó đang nhăn như thế này thôi, các bạn cứ về cứ lùa ngón tay vào, ống tay vào như thế này này. Hay là cứ lấy ra một tí, cái hơi gió nó vào cái là nó sẽ phẳng ra nhiều nhá mọi người nhá, nó sẽ không nhăn nữa nhá. Con này là khoác lông nha. Yêu quá này. Khoác lông có tai nha. Quần led wing của nó rất là đẹp luôn này. Túi áo còn lòi ra. Em một em phao phao béo là có rút dây ở eo nha mọi người nha, thấy rất là đẹp luôn này. Thế có những cái là có rút dây ở eo là rất là xinh luôn. Rút dây ở eo nha. Còn len nét này. Ui, cái kiện này còn nhiều bọn mình xinh xinh nhỉ. Kiện này cái nhiều cái quần xinh lắm nhá mọi người nhá. Nhìn này, đó, quần rất là đẹp luôn. Quần kiện này đẹp lắm này. Rồi em tay gấu tay thỏ gì nữa này. Dáng váy nha. Cái này dáng váy nhá, có tay. Pha siêu nhẹ này. Đây, pha siêu nhẹ nhé mọi người nha, pha siêu nhẹ này. Quần bò này. Áo nhung này, áo lông ấy, con này là áo lông, khoác lông nha, khoác lông nhung đấy. Da lộn nhé mọi người nha. Đây là da lộn nha. Kiểu này nó chủ yếu là nó sẽ ra nhiều áo phao nha mọi người nha. Nhiều áo phao và nhiều quần bò nha. Xinh lắm, quần toàn quần đẹp thôi. Xinh chưa? Phao chấm bi này đấy. Cái con này là có hai tay hai bên nha. Yêu chưa? Pha di lê này. Xinh lắm. Con này là con led wing này. Con này là con gì nhỉ? Con như con khổng lồ ấy. Con này là con cá sấu ấy, con khổng lồ này các bạn này. Đó, rất là yêu luôn. Xinh lắm. Kiểu này đẹp này. Quần da này. Paka này, ủa các paka này cần theo nha các bạn nhá này. Ok, paka này nó theo nha. Paka nó theo đằng sau này. Đấy, xuất sắc rồi. Những cái con phao dáng dài này nó toàn có cái dây rút ở eo nha mọi người nhá, là toàn nó có dây.
toàn có dây rút là eo thôi, nó nhấn cái điểm giữa là eo lên rất là xinh luôn. Con này hiệu Adidas này, con này hiệu Adidas nha. Đây là riêng cái hàng này nhá, kiện con bò này khỏi nghĩ luôn này. À, còn nhung này, Superman này. À, còn nhung này. Áo lỉ này. À, quần đẹp chưa? Phao siêu nhẹ nữa này. Đây là phao siêu nhẹ này. Áo nhịn này. Quần phao này. Con này phao dáng váy này. Con này pha dáng váy nhé mọi người nhé, nó có thể nhấn lại eo ấy. Khoác lông này. Khoác lông nha. À, phao béo này, phao di lê béo này. À, yêu chưa? Cổ lông nha mọi người nha. Con này là con nguyên một con gấu ở đằng sau lưng này. Pha da này nhá, cái mũ này của nó là bằng da, có nguyên con gấu đằng sau lưng này, quần bò này rất là đẹp luôn, xinh chưa, ôi đẹp chưa mọi người ơi, rồi ok, kiểu này có khách chốt rồi nha các bạn nhá, ôi con bò bơi đẹp quá này, đây, rồi ok, kiểu này chị chốt cho em rồi nha, này xinh quá này, bò bơi này, ôi khỉ này. Đẹp như này. Ôi này, xinh chưa các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa. À, quần của nó này. Quần da này, đây là quần da này. Quần này quần len ép này. Như thế quần len ép này chất của nó cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. À, con này phao váy nữa này. Phao dáng váy nha. Hiệu luôn nha. Con này hàng hiệu luôn này. Ờ đây cho chị test kiện mỏng cho này, con này pha dáng váy nha, đấy các bạn nhìn đâu rất là xinh luôn. À con phao này mặt gấu này, phao này mặt gấu nha, đấy. Alo này, quần này là quần alo này, hiệu alo lắc này. Quần bờ này, đấy, hàng rất là đẹp luôn, trời ơi, dưới này xinh quá này. Cam dáng váy bánh bèo con này. Ôi này, tay gấu bánh bèo con tí luôn này, đó, kiện này đẹp cực luôn. Này, có áo lỉnh bông này. Nhiều quá này. Phao siêu nhẹ nữa này, phao siêu nhẹ đầu bò này. Đầu con bò này. Này, phao siêu nhẹ tiếp nhá, đầu của nó có hai cái sừng, hai cái tai hai bên ấy. Đó, kiện này rất là đẹp luôn. Này, lại con phao siêu nhẹ này. Phao siêu nhẹ này như nó như phao lông vũ ấy, tớ không kiểm tra được có phải là lông vũ hay không. Nhưng mà có mấy con siêu nhẹ từ nãy giờ rồi đây này. Con này cũng siêu nhẹ tiếp này. Ôi con này con Mickey này. Con này là phao với con Mickey này. Mặt con Mickey nha. Đây này, nó có mặt con Mickey ở đây này. Đây, con này là gió này. Nhẫn của nó là gió này, rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn cái quần của nó này. Quần đẹp cực luôn. Ôi này, siêu phẩm tiếp này, cổ lông nha, đấy các bạn nhìn không, đẹp chưa, đẹp quá luôn. À, quần bò này, quần nữa này, à, đẹp chưa, à, yêu lắm luôn nha, cái kiện này rất là yêu luôn, quần đẹp cực luôn, này, phao rất là xinh luôn, con này hàng hiệu nữa này, con phao này hàng hiệu nữa nha, đó. Này, con phao siêu nhẹ tay gấu nữa này, tay thỏ tay gấu gì nữa này. Này, phao siêu nhẹ này. Bà này kiện này được mấy con siêu nhẹ rồi. Quần phao này. Ôi, cái gì này. Khoác lông này. Ui, yêu chưa này. Khoác lông dáng váy này. Yêu chưa. Đấy, khoác lông dáng váy nha. Này, quần bò của nó đẹp cực luôn nha. Này, áo thể thao này, áo nỉ thể thao nha, rất đẹp luôn. Ui, cái quần này đẹp chưa này. Này, cái quần này đẹp không các bạn nhìn này. Đấy, quần của trẻ con mà điệu chưa. Con này là con gì này. Ống tay của nó là con gì này, các bạn nó làm hình con gì ấy.
nhung này. Ui ôi lại con phao đấy, là càng dưới càng đẹp này. Kiện là càng xuống dưới càng đẹp nha các bạn nha, nhìn này, yêu chưa? Này. Trời ơi, siêu nhẹ tiếp này. Càng xuống dưới càng đẹp nha. Này, váy này. Ui yêu chưa? Đấy, kiện của bà là đẹp này. Áo nỉ này, kiện này có lẫn mấy con áo nỉ này. À. Đây là quần, quần bò của nó nhá, toàn quần đẹp mà mới cứng luôn. Ai yêu chưa, bà này rất là kiện của bà này đẹp thật, xuống dưới tan cái đẹp này. Con này nha, phao dáng như kiểu như là hanbok của Hàn Quốc thế này, cái dáng của nó đây này, như kiểu hanbok ấy. À, yêu chưa, này xinh cực luôn này. À, lại siêu nhẹ tiếp này. Đấy, lại phao siêu nhẹ tiếp này. Đây, yêu chua. Bắc ca. Hả? Đây, bắc ca có thể rút ở eo này. Đấy, các bạn nhìn thấy kiện này đẹp chưa? Trời ơi, lại càng xuống dưới càng đẹp này. Đẹp chưa? Độc chưa? Đây, ui dồi ôi, dưới này toát con đẹp nữa này. Đây, con cá nữa này, con này siêu nhẹ tiếp này. Đấy. Con này hàng hiệu nữa này. Con Fazine này hàng hiệu nữa này. Này. Trời ơi. Xuống dưới đẹp chưa? Này, yêu chưa? Đấy, xinh cực luôn. Này, con phao béo này. Này, con phao béo này. Này, quần của nó này. Ui, yêu chưa? Này, hot đi này, nó đi dần chi này. Đấy, con đấy mà mặc với quần bò này quá chất luôn. Quần bò này siêu nhẹ tiếp này. Ôi. Đây, em siêu nhẹ hàng hiệu tiếp này. Hàng mỏng mà chị ơi, em đã test hàng mỏng đâu? Giờ em chuẩn bị test hàng mỏng đấy. Đây. Chịu rồi, nhà đang có khách. À. Chắc giờ này chị chịu à. Này, lại siêu nhẹ, con này hàng sport nha các bạn nhé. Con này hàng hiệu sport luôn này. Đó. Này, trời ơi, xuống dưới toàn hàng đẹp thôi. Này, cổ mũ lông luôn. Này, yêu chưa? Quần này. Yêu lắm này, cái áo của nó có cái hai cái dây quả bóng ở đằng trước này, xinh chưa? Con này hàng Spur này, cũng hàng hiệu luôn nè. Này, con này cũng hàng hiệu luôn nè. Đó. Lại siêu nhẹ tiếp này. Em này là sao siêu nhẹ nữa này. Cái kiện này nhiều siêu nhẹ chưa? Ủa? Này, có một cái quần bò sung loe này. Hơi bị đẹp luôn nha. Quần này là quần sung loe nha. Đấy. Quần sung loe này của người lớn là rất là hot luôn đấy. Lại em siêu nhẹ tiếp này. Con này cũng siêu nhẹ nha. Các bạn biết mua một kiện siêu nhẹ là rất là đắt đấy. Ui ôi yêu chưa. Con này là có cái sừng này. Có cái sừng ở đằng này và ở phần dưới đầu này cũng có sừng luôn này. Xinh lắm. Đây, con bò này mới chín con luôn. Đây, phần da này. Ui, yêu chưa. Đấy, trời, quần váy này. Quần bò này. Ôi toàn con mới này, đẹp quá. Này, con baggy này. À, đây là len ép baggy nha. À, len ép baggy đấy ạ. Xinh lắm. Này, ôi toàn con đẹp thôi. Lại hiệu tiếp này. Con này lại hàng hiệu tiếp này. Đấy, yêu chưa? Ôi, con này sao yêu này. Đây các bạn nhìn quần phao là yêu chưa? Toàn quần đẹp thôi. Kiện này thật yêu chưa? Xinh quá, là hai cái xinh đôi này. Cái đấy chắc chỉ tầm 6-7 cân thôi, 6-7-8 cân mặc cái vừa cái quần đấy thôi. À yêu chưa? Rồi nhá, rồi em sẽ test cái kiện mỏng bảo là hôm qua bao nhiêu khách chốt không được nha mọi người nhá. Mà bạn ấy chốt xong bây giờ là em nhắn tin qua là bạn ấy chẳng trả lời gì cả. Cô cần cái gì đấy? Ôi, cái kiện này nó lẫn một cái váy của người lớn này, váy nhung này, siêu phẩm luôn này. Rồi, này, nó tùng đẹp lắm này. Nó toàn này,
cái diềm của nó dưới đẹp cực luôn. Nó là cái váy nhung của người lớn này. Ui đẹp quá, con này váy nhung này đẹp quá này. Ui con nhung này đẹp lắm, các bạn ạ, cái váy nhung này đẹp lắm. Quần nữa này. Rồi nha, đây nha, giờ tới ra tớ test cho các bạn cái kiện. Đây là mã giày đấy chị ơi, đẹp quá. Mã giày kiện này đẹp ơi, đẹp luôn. Đây em test cho các bạn cái mã mỏng nhá. Test cái mã mỏng mà hôm qua bao nhiêu khách chốt cái kiện đấy mà không có được đây này. Mà bây giờ bạn ấy chốt xong đây này, em đóng bao sẵn đây này. Đóng bao mà bạn ấy chẳng lấy gì cả. Đây, em test lại cái mã mỏng cho các bạn nhá. Bạn nào đang xem ở trên hội qua trang cá nhân thì em xem cho em cái, giờ em không cầm được điện thoại đây là má mình mỏng, hôm qua cái chị kia chị chốt nhưng mà sao lại không lấy đây này. Em inbox qua em chẳng thấy trả lời, cứ toàn thấy xem tin nhắn xong rồi bắt đầu không nói gì. Này, xinh cực luôn nha. Ở tối tối nhỉ. Này, đây là má mình mỏng nhá. Đây là má mình mỏng nhá mọi người nha. Xinh lắm, con này hàng hiệu này. Má mình mỏng này nha, còn 4 triệu nha mọi người nha, sale còn 4 triệu này. À, khoác dáng váy này. Khoác dáng váy nha. Mỏng này á, hôm qua có một kiện tôi đếm được 389 con, còn kiện này thì không có đếm nha. Nói chung là cứ 400 con đổ lùi nha bạn nha. Này cái áo này, áo con bọ này. Đấy, một con bọ này. 4 triệu nha các bạn nha. Đấy, sạch lắm. Nói chung là nếu mà để nói sạch 100% thì em không dám khẳng định được cho các bạn đâu. Chẳng có hàng si nào mà sạch được 100% cả. Nói chung là trong kiện kiểu gì nó cũng phải có vài con bẩn hay gì đấy các bạn phải ấy chứ. Chứ lại đến lúc lại các bạn về nhận hàng các bạn lại bảo ơ em ơi có vài con bẩn. Thế thì em chịu luôn, nói thật luôn. Nếu mà hàng si một vài con bẩn là các bạn không được lừa, không thể kiện được. Ví dụ bảo nó là bị lừa kiện cả một nửa kiện hay thế nào thì các bạn học viên mới nói chứ. Bây giờ một vài con có bị bạn bị mà sao các bạn lại bảo là bị bẩn là em chịu luôn ấy. Tại vì hàng si kiểu gì kiểu nó cũng phải có vài con bẩn. Đây, ôi dồi yêu quá này. Này, nhít nhít lắm nha. Đây là hàng gió nha. Đấy. Hàng này hôm qua đấy, bạn đấy bao nhiêu người tối hôm qua tranh nhau cái kiện này đây. Váy vóc có đủ luôn nha. Xinh lắm. Này, nhít nhít này, yêu chưa. Ờ, nếu chị lấy thì lấy thôi. Tại vì chị cứ, em cứ test thì chị cứ xem hết đi này. Xinh cực luôn. Đây. Đấy, các chị nhìn đây này, nó có đẹp không? Ừ, rồi ok chị nha. Này, đẹp dã man luôn này. Xinh cực luôn. Đấy, hôm qua chị này xem này của em thì biết đây. Kiện này không biết bao nhiêu người chốt luôn. Xong cuối cùng là chốt cho bạn đấy rồi. Cuối cùng là không lấy này. Toàn khoác mỏng các kiểu thôi. Cái này nó toàn áo lỉ rồi nó khoác mỏng rồi váy này, khoác gió này. Đây, cái này là cái yếm ăn nha mọi người. Cái yếm ăn nhưng mà nó khoác vào người như một cái áo luôn ấy ạ. Đây, rất mới luôn. Này, khoác gió này. Đấy, xinh lắm. Này, quần váy này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đẹp lắm luôn, kiện này nó ra được nhiều cái. Bao nhiêu người chốt không được, người chốt được thì nặng im xe. Nè, yêu không? Nó nhiều lắm, nói chung là các bạn cứ chịu khó xem thôi, em cứ giỏi cho các bạn xem thôi, nói chung là nhiều lắm. Chuyện này nó là nhiều cái lắm. Nè. Yêu chưa? Đây. Đọc có từ hôm qua giờ hôm nay rũ ra là đã phẳng hết bao phẳng được bao nhiêu rồi. Váy vóc gì đây, đây là váy nhá mọi người nhá. Bà nào xem ở trên hội ấy mà ấy thì qua trang cá nhân của em xem nhá. Ôi bác làm gì làm gì này, yêu chưa. Hấp đi này. Nhưng em giỏi hết cho xem, các chị cứ chịu khó xem đi. Này xinh lắm. Hàng này khỏi phải nghĩ luôn nha. Cái mã minh mỏng này quá đẹp luôn. Này đẹp dã man luôn nha. Cái này
trái chưa còn lộn ra này. Vi phấn ơi còn nhá bạn ơi, tối còn hình như còn có một kiện thôi nhưng chưa bấm ra đâu, còn một kiện chưa test ra. Cái mã này còn có một kiện thôi, mã dày thì còn vài còn mấy kiện nữa là hết rồi. Mới về hàng hôm qua xong này, ui dồi đẹp chưa này. Đấy, xinh chưa? Đây. Cái này hôm qua mới về, hôm hàng này mới về nhưng mà gần hết rồi, còn vài mỗi thứ còn vài kiện nữa thôi. Đây. Váy vóc liền xiểm ở bên dưới nha các bạn nha. Áo gió áo riết cũng thế luôn. Đây, đây là mã minh mỏng. Kiện này á, gần 400 con nha em ơi. Cứ 400 con đổ nùi, hôm qua chỉ đếm một kiện thôi. Hôm qua đếm một kiện là được 389 con. Đây, 389 con, còn kiện này không có đếm. Nói chung là nó toàn nhỏ, nó mỏng như thế này thì bạn bỏ được bao nhiêu cái. Nói chung là nhiều lắm, tôi chẳng đếm đâu. Đếm một kiện thôi, đếm thử một kiện được 389 con. Nhăn. Đây. Nó cứ mỏng mỏng, nhỏ nhỏ như thế này thì mọi người bỏ nó được bao nhiêu con. Này. Đây, xuống dưới thì đầy váy vóc nha các bạn nha. Này, váy này, váy nhung tâm nha. Con này dáng vintage này. Đấy, xinh lắm. Đây. Kiện này á, kiện này là khách thấy rồi em ơi. Kiện này 4 triệu, bình thường chỉ bán 4 triệu 2. Kiện này sale 4 triệu mà đẹp cực luôn. Đấy. Toàn các thánh chốt đây, hộ em phát này. Đấy, các chị nhìn xem nó có đẹp không ạ. Đây, các thánh chốt hộ em đấy ạ. Qua em bảo rồi, cái kiện này tối hôm qua bao nhiêu người tranh nhau luôn. Chốt cho bạn đấy thì bạn ấy chỉ nhắn tin qua cho em là tớ vừa test một kiện ở trên trên live. Xong mình mới hỏi bảo là sáng nay hôm qua tớ nhắn tin cho bạn đấy. Thế là thế thì tớ mới bảo là thế thì tớ cho số tài khoản, chuyển khoản cho tớ gửi hàng. Chân váy này yêu lắm này. Thế là bạn ấy chỉ xem thôi, bạn ấy xong bạn ấy cũng chẳng nói gì. Xong tớ nhắn một câu nữa là tớ bảo là bạn ở đâu, thế bạn ấy chỉ trả lời mỗi câu là tớ ở Linh Bình. Thế là từ sáng đến giờ tớ cho số tài khoản, bạn ấy chỉ xem tin nhắn xong là bạn ấy để đấy. Xong đến trưa nay tớ lại nhắn lại lần nữa là bạn có lấy thì chuyển khoản không thì ấy. Ủa con này đẹp quá này. Chuyển khoản nhưng bao nhiêu cái kiện này bao nhiêu người chốt mà bạn này chốt được mà bạn này không lấy. Thế là thôi, thế từ đấy là bạn cũng chỉ xem tin nhắn xong bạn cũng chẳng nói gì luôn. Thì bây giờ em xả ra luôn đấy. Thật là kiện này bao nhiêu người chốt không được đấy ạ. Đây xinh lắm. Cái này là cái mũ ở cái áo nào nó tuột ra, xong về nhà mọi người tìm mũ lắp vào cho em. Tìm áo lắp vào, quét đấy. Yêu ơi, yêu luôn. Dưới á, nó còn nhiều cái măng tô nữa cơ. Ở bên dưới nó còn có măng tô các kiểu luôn. Body này, măng tô nhiều cái đẹp lắm. Gió này. Đấy, thời tiết này cứ cho con mặc gió không riết. Rồi mặc cái áo lỉ bên trong, mặc cái gió ra bên ngoài là ok rồi. Đây, cái này dáng váy này, khoác dáng váy này, yêu chưa? Sơ mi này. Đây, măng tô này. Măng tô có dây rút ở eo nha. Để khoác bomber gió, kiểu dáng gió bomber ấy ạ. Rồi, không biết thế nào. Đây, con này chưa lộn cả tay ra. Đây là cho xem ở bên dưới nha. Cái mới ở bên dưới này cho các chị xem. Đây, cái xinh lắm. Là chân váy nhung này, đuôi cá nhá, đằng trước ngắn đằng sau dài nhá. Con này mặc lên dáng đẹp cực luôn. Đấy, nó toàn còn chở cái lộn tay ra đây này. Này, cổ tim nha. Yêu chưa? Nói chung là cái hàng mít mỏng này này, kiểu gì thì kiểu ấy, nó cũng phải có vài con bẩn, không thể tránh được đâu. Thế nên ra là, ui giời, còn chưa còn lộn ra đây này. Thế ra là các bạn ấy về có con nào bẩn thì nói chung là nó nhiều mà. Thế nên ra có con nào bẩn thì mọi người giặt được thì giặt, mà mọi người không giặt được thì mọi người vừa bán vừa tặng cho khách cũng được. Nói chung là kiểu gì thì kiểu có vài con. Giống mã kiện của bạn hôm qua đấy. Đấy, kiện này là cái kiện hôm qua mà là khách tranh nhau chốt đây này. Không được cái này, sau cuối cùng là chốt cho một bạn thì bây giờ bạn ấy êm du. Nói chung là nhắn tin qua là chỉ xem tin nhắn và để đấy thôi, êm du các bạn ạ. Quấy đấy. Chưa phải lôi ra này các bạn nhìn này. Thao này. Bomber thể thao này. Yếm nhung này. Rồi yếm mèo, yếm nhung như này. Cái yếm này lên dáng xinh cực luôn. Đây nó là một cái yếm mèo, một nhung nhung tâm ấy, chất nhung tâm ấy ạ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Con ít ít thế này.
nhiều lắm. Nhiều này dọn chán đã hết. Cái này á 400 con đổ lùi. Đây, đó này. Xinh cực luôn. Còn con này hai cái sừng của nó Burberry đấy ạ. Đây, xinh lắm. Đây. Đây. Này, Bomber nè. Bomber nha. Đẹp cực luôn, nói chung cái hàng này khỏi nghĩ luôn nha các bạn ơi. À, băng tô tiếp này. Còn chứa cả mặt thôi, con này còn chứa cả mặt thôi. Đẹp chưa? Đấy, hôm qua tôi tống vào bao nên là nó cứ làm bây giờ nó cứ nhăn thôi, nhưng sau nó phát hết nhăn, các bạn rũ ra là phát hết nhăn. Này, Bomber tiếp này. Bomber tiếp nha. Tôi mới tìm váy cho các bạn nhìn cho nó sướng. Này. Hấp đi này. Đó này. Phần bò này. Váy này. Váy ren nha. Đếm á, thế thôi không dơ đấy nhá, đếm luôn nha. Đó, lôi ra đếm là từng cái một. Này, xin chưa? Đây ạ. Đấy, chị nhìn xem này. Nói chung hiện này của chị móng nó phải được nhiều lắm. Nó phải được trên 300 con. Cái này phải trên 300 con. Không có dưới đâu. Ủa, ông tay loa đuôi cá này, yêu chưa? Ông tay đuôi cá này. Thế đây nha, em không quay nữa nha, em đếm cho. Đây. Vẫn một cái áo cọc này. Ống tay nó chứa lộn ra đây này. Quần. Đây. Chuyện của bạn á, xong rồi. Để em đếm vào cho nó nhanh, quay lâu lắm. Nói chung là nó đẹp, nói chung là hàng này khỏi mình nghĩ luôn đi. Đây, giờ lâu lắm em mới giờ bao giờ đã hết kìa. Này, cái này xinh này. Đây, đấy, cái cổ áo của nó đẹp chưa? Váy đấy. Cái này của lọ này mà giờ bao giờ đã hết kìa. Này, yêu lắm. Xong để xem bạn nào có thích váy nữa thì cắt tép nữa thì tớ lại cắt cho thôi, chứ còn cái của lọ này còn lâu. Dơ lâu hết lắm. Này, tay mèo tay chó này. Còn một kiện mỏng nữa đấy. Tớ còn một kiện nữa. Kiện mỏng chưa tét, còn một kiện nữa thôi. Hiệu này. Này. Chắc sớm cực luôn, măng tô này. Mới đi bác.
các bạn đang vào test slot kiện kia đi. Body thế này, cái bài còn xem nó không biết, chân váy này, này, ôi combo này. Thôi nha, test kiện khác nha các bạn nha, chứ cái giỏ cái kiện này còn bao giờ đã hết, lâu lắm, xem đi xem lại nó cũng chỉ có thế thôi. Hoặc là tí nữa chị muốn xem lại thì em gửi cho chị cái link, cái link hôm qua em test cho chị xem thôi, chứ bây giờ mà test nữa bao giờ đã dơ lại, các bạn kia xem chán luôn đấy, các bạn lại đi ra ngoài hết. Đây, đẹp quá. Bây giờ để cắt kiện khác cho à, xinh cực luôn đấy. Mà em mấy phút nữa em lùa qua cái nhà đã xong rồi em test cho. Tí em đếm xong em bảo nhá chị Lương ơi, tí nữa em test xong hàng em đếm cho, chứ bây giờ đếm mai lâu lắm, em lẫn còn bò lại cả những cái phần sóc này. Ủa yêu cái này, bánh bèo cái này. Ờ đây test kiện khác cho, cống nó vào bao đã, tí đếm. Đây moi ở dưới cho chị vài con nữa không mẹ. Đây. 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 Bánh bèo gì đây. Thôi nha. Xét kiện nữa nha. Đây, còn kiện nữa em cắt lớp cho các bạn nha. Kiện gọi chị Lương tí nữa đến sau nha mọi người. Dạ tí nữa đến xong em báo cho nha. Em còn hai còn một cái mã mới nữa. Cái mã đấy là nó tổng hợp vừa mỏng vừa dày, có một cái kiện nữa. Còn một kiện nữa đấy. Đây này. Đây. Cái kiện này là cái kiện tổng hợp vừa mỏng vừa dày đây này. Sai. Ôi rồi, nếu mà các bạn mà hỏi sạch 100% thì em không dám bao sạch 100% đâu. Kiểu gì thì kiểu trong kiện nó cũng có, nhưng mà nó không phải đến cái lỗi là ố chằng ố chịt hay là rách chằng rách chịt đâu. Thật sự là nếu mà các bạn mà hỏi mà bảo là ấy hay không thì em không biết nói thế nào luôn. Nhưng mà nếu mà bạn nào mua hàng nhà em rồi thì biết luôn. Không có, nói chung hàng của nhà tớ này không có, tại vì kiện test ra là tớ sẽ cạo xù lông cho các bạn hết này. Thứ hai, rách hỏng, mất khóa, mất cúc, mất khuy là tớ đem sửa hết xong tớ mới gửi hàng cho các bạn. Còn nếu mà các bạn bảo tớ là phải sạch 100% thì tớ không dám đảm bảo, chẳng ai bán hàng thùng mà dám đảm bảo luôn. Đây. Các bạn bán hàng thùng mà các bạn bảo sạch 100% thì các bạn cũng không nên đi bán hàng thùng nữa là. Tại vì kiểu gì thì kiểu trong kiện nó cũng phải có vài cái con nó bẩn hay gì, nó bẩn thì các bạn về các bạn giặt đi, hoặc là các bạn bán rẻ cho khách về khách tự giặt cũng được. Kiểu gì thì kiểu nó cũng vẫn phải có một vài con, chứ không thể là hết sạch sạch hết được 100% được. Nói chung là hàng sạch. Sửa củ do người ta. Nói chung là hàng sạch nhá mọi người. Gạo lông xù do không có đâu các bạn. Thật ra bán làm ăn nó chỉ có lấy công và mãi thôi. Nói chung là chứ còn ai mua của nhà tớ rồi thì biết đấy. Nói chung là nhà tớ cũng kỹ tính, tớ làm từng tí một cho các bạn rồi. Chẳng ai đi mua hàng mua xỉ nguyên kiện mà về mà đã được cạo sạch lông xù rồi sửa từng cái khóa cái cúc cho các bạn, may từng cái rách đâu, tôi nói thật luôn, chẳng ai làm đâu, chắc chỉ có mỗi nhà tớ làm thôi. Vứt cái mạch ra đây, nó buộc đây, vứt ra ngoài, vứt sang bên này này. Uầy, đẹp lay. Uầy, còn gì thế này? Mình chẳng biết đâu chứ phải. À, ừ, kiểu gì thì kiểu nó ấy, uống cái này yêu cái này. Dạ. Biết à? Này, xin chưa mọi người. Cho nó
xuống. Kiện vừa rồi đấy là nó tổng hợp vừa mỏng vừa dày em ơi, nó vẫn có phao, có lỉ, có mỏng, có váy. Cái kiện vừa rồi đấy là má mới. Má mới. Này. Ôi giời, các bạn nhìn thấy yêu chưa? Đấy. Này, xinh lắm. Ôi giời, yêu chưa? Này, xinh chưa? Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Này. Ôi. Đây, xinh chưa? Trời ơi. Con này như hàng xuất đấy. Chuẩn luôn, này hàng hiệu HM, hàng xuất luôn. Sờ cái chất vải phát biết ngay này các bạn này, hàng xuất, con này hàng xuất này. Này, khoác jean này, khoác bò ấy ạ. Đây, chưa cả qua sử dụng em này luôn nha. Đấy. Quần thể thao nó mới cứng cựa luôn. Ôi, kiện này lại nhiều áo thể thao sao này. Hả? Nè, xin mua. Đấy, áo khoác với váy nha mọi người nha. Khoác gió này. Khoác gió này. Rất chi là mới, chưa có mặc luôn. À. Kiện này là lắm chuyện thể thao này, gió này, khoác bò này. Kiện này lắm khoác ý các bạn ơi. Kiện này tôi lại thấy lắm áo khoác rồi. Khoác nó toàn khoác. Ê ơi, đẹp thế này. Này, lại váy bóc gì đây. Này, váy nhá. Xinh. Này, ui yêu chưa này, nhiều cái yêu chưa. Ôi. Váy này cái gì đây? Măng tô à, ui giời ơi.
Này cái kiện này rất nhiều con măng tô, rất là xinh luôn này các bạn nhìn thấy không? Đấy. Bomber này. Đây là bomber nha. Bomber màu xám. Này váy tiếp này. Váy này. Ôi. Này, rất nhiều hoa lá cành luôn đấy, kiện này đẹp chưa? Cái gì đây? Con này là sơ mi nha, sơ mi nhung tâm. Khoác bò này. Này, chị Adidas luôn này. Này, không nhung nha, không nhung này. Con này đẹp, con này hoàn toàn hiện. Con nào? Gió. Đây là gió nha. Con này khoác choàng. Đây, đấy là khoác bên váy. Con này là khoác bên váy nha mọi người nha, ống tay nó có lơ này. Khoác thể thao này. Ui, cái váy tiếp nữa này. Con không phải váy. À cái này cái khác. Ui xin đi chưa. Này yêu nha mọi người ơi, dáng bèo ở bên dưới này. Con này là Paka nha. Quá độc luôn. Paka này. Đây là Paka này. Này là bò siêu chưa. Ô cái kiện này có nhiều cái áo bomber hoa vè hoa xoáy ghê nhá. Này bomber hoa vè hoa xoáy này. Đầm bò chưa mặc. Đầm bò là chưa có mặc luôn nha. Này sau là cái lơ này. Này, cái kiện này có khoác bò có nhá, này khoác bò di lê này, vét này, cái này là vét nha, vét này mới đó, mới cứng luôn này, ôi này cái đầm nhung này, cái này nó là cái áo chui đầu nha các bạn ơi, à, cái này nó dây ở buộc ở trên cổ ấy. Này nhiều bomber ấy lắm này, nhiều bomber vằn vẹn này, hoa vè hoa xoáy này. Ui này nhặt cho nó dễ. Nhặt cho nó dễ. Nhặt cho nó nhanh. Này, khoác tiếp này. Hobby này. Thể thao này. Này, không đẹp ở chỗ nào đây. Thì này, sơ mi váy này. Sơ mi dáng váy nha. À, toàn ở bên ngoài này. Cái này nó cũng phải cái ra đó nó phẳng nha mọi người nha. Này, bomber này. Cái này lắm bomber đấy xinh rồi. Này, khoác bò của nó này, yêu chưa? Mới cứng mới con luôn nha. Này, gió này hàng hiệu luôn này. Gió này hàng hiệu luôn nha. Thể thao rồi. À đây là lý hoa đi này. Lý hoa đi dáng kéo khóa nha. Gió này. Cái này là như kiểu dạ ép một lớp nhưng không phải. Con này vét nha các bạn ơi. Đây là vét. Măng tô này. Này mấy cũng được măng tô đẹp quá. Con là áo lỉ. Măng tô này bánh bèo nha. Đây là lỉ nhung này. Thể thao này. Bánh bèo tiếp này. Bánh bèo tiếp này. Này Paka tiếp này. Paka nha, Paka là nó có đẹp con dây rút ở eo nha. Nó sẽ nhấn điểm eo cho các bạn nhá. Này, thể thao này. Ờ, kiện này lại bão áo khoác. Này. Nhưng mà rất đẹp luôn. Áo lì cũng có. Áo lì cũng có mà. Nhưng mà cái kiện này ấy, nhiều áo khoác nhưng mà rất đẹp luôn. Măng tô toàn con xinh thôi. Trời ơi, này, váy tiếp này. Yêu lắm. Sạch lắm. Này. Thể thao này. Có thể thao này. Này váy tiếp cái gì này. Bomber này đẹp không? Ủa ơi, chúng ta nhiều cái đẹp thế. Trời ơi. Như thế này. Chúng ta là cái gì? À dáng váy, dáng váy. Áo kiểu sơ mi xòe 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 bên dưới. Này, bomber yêu chưa? Đấy, bomber hình cái cánh đấy. Cái gì này? Ủa, hoắt đi này, hoắt đi tay gấu này. Đấy. Vét là hoàn cái đẹp thôi, thể thao này. Đây, con này này, măng tô này. Đó. Trời ơi, lại măng tô tiếp nè. Kiện này toàn măng tô đẹp thôi nha. Này, váy tiếp nè. Yêu chưa? Váy nhung nha. Váy là chất nhung tâm nha các bạn nha. Quần này. Váy tiếp nè. Váy tiếp nha. Đấy.
Đây là dáng béo, kiểu dáng bomber, dáng béo nha. Kiện nó có tầm 400 con đổ lùi nha bạn ơi. Ui, xin chưa này. Ui, cái con này cho mẹ đấy các bạn ạ. Con này của mẹ ấy nha. Con này để khoác mấy mẹ ấy này. Nó toàn là xoắn hoa hồng thôi nha này. Ui, yêu chưa? Của mẹ đấy. Xin chưa con này. Này, lại măng tô tiếp này. Đấy. Bọc bò này. Chỗ ăn chơi à? Tầm 400 con đổ lùi nha bạn ơi. Nó đang nhăn thôi. Cái kiện kia là tớ cứ dở ra rồi là sau nó khắc sẵn ra. Những cái hàng này cũng thế. Cứ dở cái này nha. Xong mai cái mai ví dụ như mà có test nha. Cái riêng cái hàng này cứ test lại là nó lại phẳng ra. Này. Như này thoát đi này. Măng tô liếp này. Đấy. Măng tô này. Ô cái kiện này nắm cái con bomber hoa hòe hoa sói này thế chứ bạn. Này. Ờ rồi ok Linh ơi. Rồi ok Linh nha. Này, bếp này. Cái yêu gì chưa? Liệu này. Gió bánh bèo này. Gió bánh bèo nha. Đấy. Đẹp nhé, một thêu này. Kiện bình thường là kiện này bán 42. Kiện này bình thường bán 4,2 triệu nha. Nhưng mà cái kiện kiện test này là 4 triệu nha mọi người nha. Sao mọi người lại bỏ đấy? Ui, lại bếp nữa này. Con bếp này giống giống con bếp vừa rồi này. Con bếp này bé hơn nữa. Bếp này toàn chưa mặn nha các bạn ơi. Này, yêu chưa? Thỏ ơi em sau rồi. Này, áo mỉ này. Con này áo gấm nha, vest gấm này. Thể thao này. Vest này. Hốt sổ kiện này sửa vết. Vest này. Này là cái gì đây? Váy nhung à? Áo vest nhung. Chật sửa nha. À, tích cực luôn này. Cái con này lại hoa hòe hoa xoáy tiếp. Cái kiện này hay thật. Lại con này hiệu Adidas nha này. Toàn hoa hòe hoa xoáy mẹ này. Thể thao. Này là phát gió này. Đây là phát gió nha. Con này hiệu Adidas này. Thể thao hiệu Adidas này. Em chốt sau rồi, Linh chốt trước rồi. Nó không này. Có cái giày cụp đâu. Nó toàn cái áo gió này, mỏng vừa phải thôi. Này. Gió này. Vét tiếp này. Ủa, cái này có áo hả? Ờ, cái này có cái áo. Cả quần thể thao mới được bộ ấy, hơi ngon. Hình như cái này có cái áo xanh sao? Hình như cái này có cái áo xanh nha. Các bạn về các bạn xem cái bộ áo của nó không? Các bạn ghép vào thành một bộ nhá. Nó có cái áo xanh của nó đấy. Không phải là giá 3 triệu, giá 3XX. Có nghĩa là cái hàng mã dày, mã mít dày. Còn nếu em không lấy cái mã này thì á không lấy. Không chết thì chỉ để cho cũng họ 3XX đấy là mã mít dày nha bạn ơi. Tớ để 3XX chứ không phải là giá 3 triệu. Nhìn lại xem nào. Này, yêu chưa? Pet chưa? Công tử chưa là? Này, đầm này. Măng tô tiếp này. Ôi, măng tô gì mà dính nhằng dính như thế này. Này, xin chưa? Cái này có dây nha. Đấy. Này, yêu chưa? Cái gì này? Sơ mi nha. Này, sơ mi nha. Ơ thế, nếu mà bạn không lấy thì tớ chốt ra cho Vũ Thọ cho. Yêu lắm. Quần này độc nha. Quần này là quần hip hop nha các bạn nha. Đây có cái quần này rất là độc luôn. Quần này chắc là dành cho các bạn nhảy hip hop ấy. Đấy, xinh chưa? Vét này. Cái này nhiều vét. Thể thao bán quá sướng ấy. Có thể váy à, cái gì này. Đây là váy. Váy này. Đây. Váy nha. Đi lê bò này. Đi lê bò dáng váy nha. Đằng sau nó thành cái váy ấy. Cái này là khoác cái váy này. Thể thao này. Cái này hiệu Adidas tiếp này. Cái khoác bò này hiệu Adidas tiếp nha. Đây, thể thao tiếp này. Sơ mi bò này. Đấy, kiện này mưa ra bò. Không nhiều. Ồ, rồi ok. Cái kiện này là em chốt nha. Kiện này chốt cho em nha. À. Ủa, chiều chưa này. Quần đỏ cắt rất nhiều. Này, len ép này, hay dạ ép như thế này. Này, toàn len ép với dạ ép thôi nha. Này, cái áo này nó còn đính kim sa hai bên này. Đính kim sa hai bên, nước la nước bánh đấy. Áo xinh. Này, đấy, kiện gì mà lại toàn thấy cái loại bomber hoa hòe hoa sói này. Ui, cái này yêu quá này. Rồi, toàn nhìn hình đó. Khoác bò này.
có thể thao này, sơ mi này, kiểu là nhiều đồ bò này, bò tiếp này. Này, bò này, rất chơi luôn nha, những con áo bò này rất là chơi luôn. Khoác váy này. Ôi cái vét này sợi hay à, vét đuôi dế này, ôi yêu như là vét đuôi dế này, nhà mà nào có con trai này. Ôi rồi làm thêm cái áo sơ mi trắng ở trong, thêm cái lơ đỏ hoặc lơ đen ở cổ nữa, khoác con vét dế này vào đẹp quá này. Đấy, vét dế đấy ạ, vét đuôi dế đấy, có trẻ con đấy, yêu quá. Này, thể thao này, quần thể thao này, vét này, quần len ép này, thấy chưa? Vét tiếp này, ôi cái kiện này mưa ra vét cái sao này, cái này mà bán cho bọn trẻ con nó mặc Tết thì thôi rồi này, lại vét tiếp này, vét này mặc quần bò cũng được này, đấy, em chốt nha. Thế là tóm lại là bạn nào chốt kiện này nào, Vũ Thọ chốt hay là Trúc Linh chốt nào? Này, lại vét tiếp này, kiện này có mưa ra vét này, này. Vét nó vừa phải, nó không dày đâu. Vét này là vét vừa, là vét mỏng của trẻ con thôi chứ không phải là vét dày đâu nha. À không phải là vét dày cộp đâu. Đấy, còn vét mỏng thôi, và khối quần bò đẹp cực luôn này. Chỉ cần bên trong mặc cái sơ mi trắng, không bên ngoài mặc nó vào là ok luôn. Đó, cái kiện này hay nhỉ? À, len ép, quần len ép này. Trúc Linh này. Rồi, để cho cái kiện này cho Trúc Linh này. Rồi nha. Đây, con này hàng hiệu tiếp này. Này. Còn cái quần này. Úi trời ơi, quần bèo này. Này, quần thể thao của nó đẹp chưa? Đấy. Áo thể thao này. Đây nha, tem lót kiện mic dày kia nữa nha. Mic vừa mỏng vừa dày. Úi, con này. Ôi, toàn bọn bụi như này. Bọn Sài Gòn là thích cái kiểu áo bò bụi như này này. Đấy. Này, yêu chưa? Rồi bà Vũ Thọ còn xem nữa không? Còn ai xem nữa không? Nào để em chốt cho kiện nữa nào, là được thôi là nghỉ nhá. Một kiện nữa thôi là nghỉ đấy. Hết rồi. Rồi kiện này chốt cho Trúc Linh này. Đấy nha. Rồi. Bây giờ rất tôi là xin chơi vào đi. Vũ Thọ em còn xem không? Các bạn còn lại là xem em tết cho các bạn cái mã mới. Cái mã này là em sẽ đánh thử một kiện thôi. Chốt em. Chốt gì? Chốt Trúc Linh rồi. Chốt Trúc Linh rồi và bây giờ là làm thử cái kiện mã này là em mới lấy thử một kiện thôi, về xem cái mã này là tổng hợp thử của cái mã mít mỏng và mã mít dày nó sẽ có vừa cao vừa mỏng nha. Được chưa? Qua rồi. Má mới này thấy kho bỏ đẹp, đâm ra lấy thử một kiện, đánh thử một kiện xem thế nào. Tiền trước là chốt cho Trúc Linh nha. Thế còn cái kiện thì rõ là thì rõ là của bạn kia, bạn ta làm. Con chuột thế này. À đây, là hình cá sấu hay là hay bỏ ngựa. Dây nó rơi ra này thấy là nó chặt rồi. Ừ.
Kiện này chưa đếm đâu, kiện này là má mới. Tại vì bây giờ bắt đầu mới lấy ra, bắt đầu bây giờ test thử phát đầu tiên đấy. Này, yêu chưa? Con di lê này khoảng độ tầm, con này hàng hiệu luôn này. Trời ơi, con này chắc chỉ 10 cân thôi, xinh lắm. Này, mới cứng luôn này, 10 cân. À đây, con đấy tớ đang nói, không biết là con chuột hay con gì đây. Má này là má nó tổng hợp nhá, vừa mỏng vừa dày, vừa phao vừa mỏng vừa dày, có tất cả luôn nha. Vừa ăn cơm vừa xem phố phố. Rồi, chào chị đã được ăn cơm rồi á, nhà em còn chưa nấu cơm cơ. Này, yêu lắm luôn, này, chị đẹp xinh. Ui rồi này. Ui đẹp lắm này, áo tàu này. Trời ơi, cái này mà có cái này quần thì có phải đẹp không? Má này tổng hợp vừa mỏng vừa dày nha. Này, mỏng nha. Phao nó mỏng lắm chứ nó không phải phao dày gì. Phao nó có cả dày nhưng mà nó có cả mỏng nha. Cả đôi mỏng, cả đôi dày này. Đây, dày đấy. Này, ui mới thế. Này, quần đoàn đống bò. Này, quần đống bóp đẹp ủi váy gen này của ấy. Trời ơi, này, xinh chưa? Trời ơi, cái áo này sao nó đẹp thế này? Cái này chắc chỉ tầm 10-11 cân thôi các bạn ạ. Yêu lắm, 10-11 cân thôi. Này, quần đẹp cực luôn. Này, quần gấu này. Ôi, cô lại váy tiếp này. Cái gì đây? Cô lại váy tiếp này. Cái này nó tổng hợp nha các bạn nha. Nó là mã tổng hợp đấy, vừa mỏng vừa dày có đủ luôn. Này, yêu chưa? Xinh cực kỳ luôn nha các bạn nha. Này. Trời ơi, nó đẹp lắm, mới hết là mới. Này, sạch cực. Ôi, lại con lông nữa này. Lại con phăng lông nữa này. Này, yêu lắm. Này, các bạn nhìn cái phác bò đó này. Đẹp chưa? Này, quần này, đẹp dã man. Nhưng mà mỏng vừa dày đây. Con này là phao siêu nhẹ này. Cái áo nỉ của nó đẹp. À, nỉ, nỉ, gió như trong trần lễ nha. Đây. Ôi, sao nó yêu như thế lai. Chị này đẹp, mã này đẹp đấy. Này, con này hiệu của lai nha. Con này hiệu của lai này. Này, chân váy này, chân váy nha. Rồi, quần bò của nó thì xuất sắc là. Con này chưa 100%. Có mặc. Con này chưa có mặc nha, mới 100% luôn nha các bạn nhá. Nào các bạn nhìn này, mới 100% luôn. Ôi yêu cái này cũng là con lông quần này. Đẹp, quần này. Con lông nữa. Mình chỉ thích mó lông thôi. Này, choàng lông tay gấu này, ôi yêu quá này, cái kiện này yêu lắm các bạn ạ. À. Này, xinh chưa? Hai cái tay gấu của nó, cái choàng lông này. Ôi giời ơi, nó đẹp thế này. Kiện này chẳng biết được bao nhiêu con. Đầm. Đầm không? À đầm. Đầm bộ dây ở eo, ủa đầm này đẹp quá này. Đầm bò. Đầm này bộ dây ở eo nha. Cái gì đấy? Choàng. Chả qua để cái điện thoại ở gần nó to đâu các bạn. Có để điện thoại ở gần thì các bạn nhìn nó to nhìn đây. Nó to đấy, điện thoại ở xa rồi. Rồi choàng này, choàng da lộn nha. Ủa điện thoại xa đó. Thì nhìn thấy. Được không? Đây là choàng da lộn này. Vét dạ này. Áo dạ nha. Con này áo vét dạ, vét dạ. Này. À đâu không phải vét dạ đây. Dạ nha, nó bằng dạ nha. Ui dồi ôi, sao nó lại đẹp thế này. Ôi cái quần này nó đẹp thế này. Mới mút mùa luôn con này. Còn đẹp xinh đẹp. Này các bạn ơi, nó chỉ tầm 8 cân, 8-9 cân này. Con này còn chưa qua sử dụng này. Ôi em lông này chưa qua sử dụng luôn nha. Này, em này hàng hiệu tiếp này. Con Mickey. Này, em lông này là Mickey nha, em lông Mickey này. Này, em lông Mickey nha. Ôi, này, còn nhung tâm đấy ạ. Còn len nét. Còn nó đẹp lắm. Còn quần đúng bóp đẹp lắm, còn len nét này. Ủa, con này là con nhung nha. Hot đi nhung, hàng hiệu luôn này. Con này áo nhung nha, hàng hiệu luôn nha. Phao siêu nhẹ. Phao siêu nhẹ này. Quần này. Ôi, quần đẹp thế này. Toàn quần đẹp thôi. Chết rồi. Ủa này, toàn quần đẹp thôi này. Này, toàn chưa có mặc thôi các bạn ơi này. Cái quần này chưa mặc luôn này. Này là gió bông bay nha. Gió bông bay này. Con này là hot đi này. Hot đi ấy. Này, con này là dạ nha, áo dạ này. Bạn nào thích áo dạ này, con này hàng hiệu luôn này. À, con này hàng hiệu của Laza nha các bạn nha. Hàng hiệu chuẩn luôn đấy. Hiệu chuẩn luôn là hiệu Laza nha. Dạ đấy, hiệu Laza cho bé gái. Con này là phao siêu nhẹ này. Mới lắm. Còn nhung này. Ôi, nó yêu thế này. Váy đây à? Còn toàn toàn lông. Còn nhung bông này. Nè, còn lông này. Còn lông này. Còn
nhung này, diệt gió này. Nè, hoa nhìn thấy đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Yêu chưa? Này, mã mới này giá của nó là 3,9 triệu nha mọi người nha. Ôi, dưới này con gì mà yêu hay. Này, dáng váy bánh bèo này, xinh chưa? Mới kính con luôn này. Cái mã mới này của nó là 3,9 triệu nha mọi người nha. Chưa có mặc luôn này. Đây là quần len nha, quần len gân đấy ạ, len đấy ạ. Đây là cái quả bông nha, ở đây nó dính những quả bông đấy. Phải cắt này, cắt đi này. Đấy, bạn nào thích thì chốt kiện này nhá, này đẹp lắm, em thấy đẹp lắm. Má này đẹp. Quần đẹp. Ôi dồi ôi, yếm này, yếm nhung này. Yếm nhá, đây là yếm này. Quần đẹp. Quần thể thao của nó đẹp lắm. Chân váy bò này. Quần đẹp. Chân váy nó đang dính này này. Chân váy bò này, phao này. Ôi, con này đẹp quá này. Trời ơi, con này bông hoa này, xinh quá này. Ôi, cái kiện này đẹp lắm các bạn ạ. Ôi, nó mới, ôi, cái này thích nhỉ. Hàng mới. Sờ kiện này sướng luôn các bạn ạ, cái mã mới này đẹp lắm. Nó xanh. Từ từ đóng cái cúc vào cho cái dáng váy này đẹp quá. Nhìn thấy yêu các bạn, con đã lớn hết rồi. Không mặc vừa cái này nữa rồi, cái này chỉ tầm mới rồi, lai. Cái mặt của nó nhá, nó như là bông hoa luôn này. Yêu lắm, con này là chất nhung nha các bạn nhá. Này, xinh lắm. Dáng váy tầm con này chắc tầm 12 cân thôi. Yêu chưa? Bao di lê này. Ôi, yêu thế, cái kiểu này yêu thật đấy. Con gì thế này? Đừng cứ tìm những con độc lạ thôi. Nè, xinh lắm. Tao thì mày nào chẳng nhìn rồi. Đẹp quần ở cái kiện này, nhưng nói thật với các bạn nha, quần kiện này rất đẹp luôn nha. Đấy, bạn nào thích thì chốt cái kiện này nha, 3,9 triệu này, ai chốt được nha. Kiện này mã này đẹp lắm. Này, nó đi theo một di luôn, nó xếp phẳng tắp luôn. Đó, theo một di nó xếp phẳng tắp luôn nha các bạn nhá. Toàn bé nít nít bằng nhau đây này. Quần len nó đẹp. Quần len nó đẹp không? Ống bó hết này. Đấy, toàn quần đẹp. Ồ, con này đẹp này, theo chi mà còn tang. Này, con này còn tang luôn nha. Con đi này. Ôi, bom bơ gì theo đây. Bomber theo này. Con bomber này nó theo nha các bạn nhé. Theo ấy. Theo hai bên luôn này. Sơ mi này. Buri. Ôi, cái này em vừa nhìn thấy cái đấy rồi. Quần mới nhá. Này, nhìn này. Các bạn nhìn nó này. Đẹp mà nó mới mà nó sạch. Ơ, là sạch, cái mã này sạch thật đấy. Con gì đây? Ui, con chim cánh cụt này. Ê, yêu chưa các bạn ơi này. Kiện này đẹp đấy, ai thích thì chốt đi. Trời ơi, đẹp cái này mà không ai chốt hả? Ủa, con chim cánh cụt. Riêng quần kiện này về các bạn nhận không phải xem. Kéo nhiều quá. Nè, xinh quá này, con chim cánh cụt. Có tay luôn, có bàn luôn. Quần đẹp lắm. Ồ, quần gì đây? Này, đầm nhung này. Đầm nhung nha, đầm nhung nó dài con nha. Này đẹp. Lại thêm một con nhung dáng ấy nữa này các bạn này. Con này dáng bắp ca này, có dây rút ở eo nha. Bằng nhung ạ. Mã này đẹp. Mã này đẹp đấy các bạn ạ. Bạn nào thích thì chốt thôi, chứ em nói thật cái khuyên chân tình luôn. Mã này đẹp lắm này. Gì nhỉ? Thì, body cái gì như body yếm. Nhỉ? Yếm. Này, váy tiếp này. Ở đây không phải váy. Áo khoác mới này để váy ạ. Kèo cổ xinh dã man luôn. Bao này rất mới luôn. Cái mã này vừa mới lại còn vừa sạch luôn nha. Này, xinh cực luôn. Đầm này. Yêu chưa, đầm dạ này. Đây là body phao. Quá đẹp luôn. Cái này là body phao nha các bạn nha. Này, body phao này. Ôi, chú ơi, chú có lông nữa này. Ôi, chú ơi, lông đẹp quá này. Ê, mọi người nhìn yêu chưa? Vào mấy giờ rồi mà thấy mọi người đi đâu hết thì không biết. Da lộn này. Da lộn tay gấu tay mèo này. Yêu chưa? Cái kiện này quá đẹp luôn. Nhưng mà không ai chốt. Tải thật này. Váy tiếp này. Cái mã mới này đẹp và sạch này. Này.
Bomber này, siêu yêu luôn này. Chân váy da này. Ơi, cái kiện này quá đẹp luôn rồi. Mà giờ này không biết mọi người đi đâu hết rồi. Còn ai xem đâu, chấm bài đi mọi người ơi. Này đẹp thế này không ai chốt này. Cũng là giống hệt cái kiện hôm qua. Sau lúc tối lại lại thì lại tranh nhau. Này, yêu chưa đầm. Trời ơi, cái kiện này sợ sướng mắt luôn. Sướng thật. Này, các bạn nói thật, cái kiện này quá đẹp luôn này. Trời ơi, lại choàng tiếp này. Yêu thế này mà. Này, phát đi nhung này. Trời ơi, ôm một bộ luôn à. Này, cả một bộ. À, khắp bỏng nhau, khắp bỏng nhau. Này, phao này. Trời ơi, đằng sau có lơ là bánh bèo luôn nha. Nhung này. Quần à, chắc cái kiện này chắc tối nay không ai chốt. Giờ phát này tối tắt test lại là giống cái kiện hôm qua đấy. Chiều hôm qua test cái kiện kia đẹp lăng lanh chẳng ai chốt, xong cuối cùng tối test lại thì lại tranh nhau này. Má này đẹp quá này. Quần đẹp thật. Quần. Ôi sao nó lại đẹp hơn lai này, hàng hiệu tiếp này. Ôi, quần hàng hiệu luôn này. Siêu quần này. Này nhung đầm này, siêu phẩm tiếp này. Đúng rồi, lại con sừng trâu sừng bò pha siêu nhẹ này. Sừng trâu sừng bò pha siêu nhẹ luôn nha các bạn nha. Mã này đẹp này. Trời ơi, sao nó lại đẹp thế này. Trời ơi các bạn ơi, này cái mã này đẹp chưa. Mặt con cầu này. Đầm da lộn nha. Phao này. Quần bò ăn chơi. Ăn chơi chưa. À, pha tiếp này. Trời ơi, cái gì bánh bèo này. Gió này. Ôi, nó đẹp ngay. Lép, 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 lép. Quần nó đẹp lắm, à. Quần măng tô này. Măng ca. Kiện này xuất sắc luôn nha các bạn nha. Ai không chốt kiện này không bị phí luôn. Ai, trời ơi, lại mới em lông nữa này. Nó đẹp thế này. Cái này ẩn comment đến sao rồi. Video hết rồi. Hiệu cái này hàng hiệu luôn này. Đẹp quá này. Cái này hàng hiệu luôn này. Bomber theo luôn này nha các bạn ơi. Ơi, xuất sắc luôn nha. Siêu nhân người nhẹ này. Wow, wow đẹp. À, sao lại đẹp như thế này. Vừa đẹp lại còn vừa sạch lại còn vừa mới nha các bạn nhé. Mã này vừa đẹp vừa sạch vừa mới luôn. Bạn nào thích thì chốt cái mã này nha. Này, sao béo này. Gió này. Hàng hiệu nha. Hết đến nơi rồi. Bạn nào vào sau có thể xem lại live stream nha. Kiện này nha, quá đẹp luôn. Thôi giờ em tắt like nghỉ like nha các bạn nha. Kiện này xuất sắc luôn đấy. Bạn nào vào sau có thể xem lại cái like cái kiện mã mới này của nhà em nha. Ủa lại cái yếm nữa này. Này đẹp quá này. Lại một cái yếm nữa nha. Nhung nữa này. Này đầm này. Siêu yêu luôn nha. Đấy bạn nào vào sau xem lại like nha. Mã này là mã mới nha. Và giá 3.9 triệu. Trời ơi kiện này quá đẹp luôn. Like mà không ai lấy. Cá một giỏi. Rồi em nghỉ like nha.